ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất hiện nay đối với phụ nữ. Thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu Global Can cho thấy, mỗi năm, thế giới có hơn 2,2 triệu người được chẩn đoán ung thư và khoảng 680.000 người tử vong vì ung thư vú. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 21.000 trường hợp mắc mới ung thư vú và hơn 9.000 ca tử vong vì căn bệnh này. Hiện nay, sự tiến bộ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh kết hợp với các phương pháp kỹ thuật can thiệp mới mang lại hiệu quả điều trị cao, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội là một trong những đơn vị có hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất Việt Nam và trong khu vực châu Á. Đặc biệt, tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn có nhiều trang thiết bị được nhập khẩu từ các nước tiên tiến như máy chụp cắt lớp vi tính đa dãy, hệ thống chụp nhũ ảnh 3D, X-quang số hóa xóa nền. Trung tâm có 22 bác sĩ và 35 kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn và được quản lý bởi thầy thuốc ưu tú, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền, một trong những chuyên gia hàng đầu của châu Á về lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp. Chẩn đoán hình ảnh ngày càng đóng một vai trò quan trọng và then chốt trong chẩn đoán bệnh. Bệnh tuyến vú khi phát hiện sớm, chúng ta điều trị sớm, thậm chí chúng ta điều trị bảo tồn được, sẽ nâng cao được chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Đồng thời, cái chi phí điều trị nó cũng giảm đi và có thể nói là điều trị khỏi những cái bệnh ngày xưa gọi là ác tính. Với mong muốn là đóng góp một phần nhỏ vào cái sự chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ, ban lãnh đạo bệnh viện và chủ tịch hội quản trị đã nhất trí đầu tư một cái trung tâm vú hoàn thiện, từ chẩn đoán theo dõi cho đến những phương tiện điều trị hiện đại với mục đích là tầm soát, phát hiện sớm bệnh cho người phụ nữ ở trong những cái độ tuổi mà có nguy cơ, để làm sao chúng ta điều trị sớm và nâng cao được chất lượng cuộc sống người bệnh. Ngoài cái điều trị của đơn vị vú ra thì đã có khoa ung bướu và có khoa phẫu thuật thẩm mỹ, để chúng tôi có thể sẽ làm cho người phụ nữ mà chẳng may bị bệnh đến với Tâm Anh sẽ có một cái hiệu quả điều trị tối đa và hài lòng nhất. Được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đơn nguyên kỹ thuật cao chẩn đoán và can thiệp bệnh lý tuyến vú gồm 3 phòng siêu âm, 2 phòng X-quang vú kỹ thuật số, 1 phòng sinh thiết. Ngoài đội ngũ chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh và can thiệp bệnh tuyến vú, ở đây còn quy tụ nhiều bác sĩ nữ chuyên trách, giàu kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ thuật, thủ thuật can thiệp bệnh tuyến vú mới nhất hiện nay và được quản lý bởi bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nguyệt Minh, một trong những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực vú, đặc biệt là sinh thiết có hỗ trợ hút chân không. Với quy trình khép kín và khoa học, từ khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, phẫu thuật và điều trị với các phác đồ hiện đại, mang lại hiệu quả cao trong điều trị các bệnh tuyến vú. Bên cạnh yếu tố con người, đơn nguyên kỹ thuật cao chẩn đoán và can thiệp bệnh lý tuyến vú còn được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Nổi bật là hệ thống máy chụp X-quang vú Dimension Selenia 3D. Với hệ thống chụp nhũ ảnh kỹ thuật số Selenia Dimension của Mỹ, giúp tầm soát và đánh giá tuyến vú chuyên sâu. Hệ thống chụp nhũ ảnh kỹ thuật số Selenia Dimension sử dụng công nghệ chụp vú 3D, đồng thời cho hình ảnh tổng hợp C-view. Chỉ cần một lần phát tia có thể cho ra 40-60 ảnh cắt lớp mỏng 1mm và ảnh 2D độ phân giải cao, giúp phát hiện tốt tổn thương. Ngoài ra, máy còn được trang bị công nghệ chụp 2 mức năng lượng có tiêm thuốc cản quang. Chỉ mất chưa đến 10 phút đã có thể giúp bác sĩ phân biệt tổn thương lành tính hay ác tính. Đây là hệ thống tầm soát ung thư vú mới và hiện đại nhất trên toàn cầu. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đưa vào sử dụng máy này. Máy siêu âm GE Logic với đầu dò tần số cao 15MHz, có Doppler mạch máu, Doppler năng lượng, đàn hồi mô, có khả năng khảo sát mạch máu nhỏ và hỗ trợ định hướng sinh thiết dưới siêu âm, giúp tầm soát, phát hiện bệnh sớm và chính xác, hỗ trợ bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị tốt cho người bệnh tuyến vú. Máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla được nhập khẩu từ Đức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cùng nhiều công nghệ mới giúp thăm khám chính xác toàn diện. Máy chụp bệnh phẩm Trident với độ phân giải cực đại mà không bị giảm chất lượng hình ảnh. Bệnh phẩm sau khi chuyển vào máy có thể xác định được các vi vôi hóa chính xác tuyệt đối. Đặc biệt, với máy chụp bệnh phẩm Trident, số lần phát tia X trong quá trình sinh thiết giảm tối đa, thời gian sinh thiết sẽ được rút ngắn và người bệnh sẽ được bảo đảm an toàn cao. Trạm đọc và xử lý hình ảnh chuyên biệt dành cho X-quang vú với màn hình 12M và độ phân giải cao, giúp phóng to hình ảnh chụp X-quang vú mà vẫn giữ nguyên độ sắc nét,
Điểm đặc biệt của trạm đọc và xử lý hình ảnh chuyên biệt này là các bộ bàn phím với công cụ hỗ trợ bác sĩ đọc phim thông minh, lập trình theo thói quen của bác sĩ phân tích phim. Nhờ đó, không bỏ sót bất kỳ một bất thường nào trong phim chụp X-quang vú. Ngoài ra, phần mềm AI thông minh gợi ý giúp bác sĩ phát hiện thêm tổn thương. Ngoài các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, trung tâm còn đầu tư các hệ thống cắt hút chân không hiện đại. Với hệ thống máy này, các khối u lành tính được loại bỏ hoàn toàn mà không phải gây mê, thực hiện nhanh gọn. Đặc biệt, chỉ một lần chọc kim nhỏ có thể cắt hút được nhiều u, bảo tồn tối đa tuyến vú và thẩm mỹ cho chị em phụ nữ. Người bệnh sau khi thực hiện thủ thuật này có thể xuất viện trong ngày và nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Các bác sĩ tại đơn vị kỹ thuật cao chẩn đoán và can thiệp bệnh lý về vú đều đã được đào tạo chuyên sâu về chẩn đoán hình ảnh cũng như là can thiệp tối thiểu với các bệnh lý về vú. Đồng thời với sự hỗ trợ của trang thiết bị máy móc hiện đại, chúng tôi đã làm chủ được kỹ thuật sinh thiết hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm, X-quang cộng hưởng từ và thực hiện thường quy tại đơn vị, giúp chẩn đoán và phát hiện sớm các bệnh lý về vú, mang lại hiệu quả điều trị cao cho người bệnh. Để đảm bảo cho khách hàng trải nghiệm những dịch vụ thăm khám chất lượng, không gian riêng tư, khu vực sảnh chờ được bài trí sang trọng, phục vụ miễn phí cà phê, trà, hoa quả cùng các tiện ích giải trí như sách, tạp chí, truyền hình, giúp khách hàng có trải nghiệm khám chữa bệnh hoàn toàn khác biệt, thoải mái thư giãn trong thời gian chờ đợi. Với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm lâm sàng cùng trang thiết bị hiện đại, quy trình thăm khám tiện lợi, phác đồ điều trị hiệu quả, chi phí hợp lý, đơn nguyên kỹ thuật cao chẩn đoán hình ảnh và can thiệp bệnh lý tuyến vú mang đến dịch vụ khám chữa bệnh chuyên nghiệp, chăm sóc sức khỏe an toàn, toàn diện, giúp chị em phụ nữ yên tâm, thoải mái khi đến thăm khám, tầm soát và can thiệp các bệnh lý tuyến vú tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội.